Thì bây giờ chúng ta quan trọng nhất là làm sao để chúng ta kết xuất cái hình này ra, nghĩa là xuất ra để chúng ta đem đi in ấn hoặc là chúng ta đi rọi rọi giấy ảnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần trước mắt là chúng ta sẽ xuất ra để rọi giấy ảnh, rọi ra bên bên ảnh á, để chúng ta test trước rồi chúng ta mới in sau. Thì đôi khi chúng ta nghĩ rằng đơn giản là sau khi xong rồi chúng ta xây lại, chúng ta đem file đi là xong, điều đó chưa chính xác đâu. Giờ sau khi đã làm xong, ta gộp lại, chúng ta sẽ bấm lệnh là save as nha. Chúng ta chọn đây là JPEG và ta sẽ đặt ở đây. Là lưu ý nè, các bạn thường hay rất coi thường chỗ này. Các bạn xuất file các bạn không bao giờ quan tâm tới chỗ raw file này hết, luôn luôn để rỗng như nào. Như đó sẽ xảy ra một hiện tượng là khi đem ra ngoài lab đó, thì giao cho người ta in xong cái hình mà lab một số cái màu nó khác của mình. Lý do tại vì cái raw file chúng ta không mang theo là cái hình ta không có nhãn, do đó nó sẽ tự động nó ráng một cái raw file bất kỳ đó vô trong máy chúng ta, vô trong cái hình của máy người ta, vô hình người ta. Do đó để bảo vệ đó chúng ta phải đánh dấu vào đây. Đánh dấu vào đây. Để chúng ta mang cái raw file chúng ta theo luôn. Rồi đã chọn đây là 12. Ở đây nó có hai phần. Cái chỗ này quan trọng lắm nè. Nếu mình nhấn vào cái mục là format option chỗ là baseline đó mà standard đó, thì nó chỉ xây lại giống ta là theo cái trạng thái bình thường vậy thôi. Và đặc biệt như vậy thì nó xây nhẹ, nó xây nhẹ là nó không có làm gì hết đó. Nếu mình chọn đây là optimize thì nó sẽ tối ưu hóa cái hình chúng ta. Mình thấy là nó là 90 mấy nè. Này nó còn 80 mấy thôi. Nó sẽ xóa những râu ria, những thông tin thừa trên hình. Thì dĩ nhiên là nếu là máy yếu á, nó sẽ treo ngay. Nhớ tại sao người ta cứ để như vậy thôi, người ta không biết. Thì ta nên chọn như vậy để chúng ta xuất ra 12, chọn ra Optimize. Nó xây lâu hơn chút xíu mà. Nhưng mà hình nó chất lượng hơn và nó cắt những râu ria và nó nhỏ file hơn. Đó là ta chọn là xây Optimize. Rồi. Bây giờ sau khi xây xong nha, thì chưa đâu, chưa có cái gì rồi đâu. Bây giờ chúng ta phải làm thêm một động tác nữa. Chúng ta phải dùng một cái phần mềm chuyên nghiệp khác. Đó là Darkroom để chúng ta bình ảnh ta lại. Nâng cái độ trong của hình lên chút, tăng độ nét lên chút, nâng sáng lên chút để chúng ta ra hình nó chất lượng hơn, nhất là hình lớn. Thì chúng ta sẽ vô đây, chọn cái chỗ mà mình vừa xuất hình xong đấy. Rồi tôi lấy cái hình này nè. Đây chính là cái hình mà chúng ta đã vừa làm xong, là tên là JPEG nè, bạn thấy không? Được chưa nào? Công việc đầu tiên của tôi là tôi sẽ cho cái focus này là khoảng cỡ 6. Thấy nó trông lên chưa? 4, 5 hoặc 6. Nếu mà sợ thì cho 4. Còn không thì cho khoảng 6. Rồi. Tôi sẽ qua bên đây chỗ là correct này nè. Tôi nâng này lên tí. Shadow để cộng thêm cái. Nó trông lên tí, bình thường coi là nó hơi tối nè. Tôi trông sơ đồ lên tí. Rồi, tôi cho cái tông màu của mình á sẽ cộng cộng thêm là 10. À, cái tông tôi muốn cho nó xanh hay là gì đó thì chọn đây. Thấy không? Cái tông này cho nó cộng 2 chút, này cho nó nóng hơn chút xíu hoặc là trừ lại 2 nó xanh hơn chút. Tùy mình. Bây giờ tôi nói mà nghe là khi chúng ta đưa ra ngoài đường chúng ta dán á thì chúng ta có ánh sáng ngoài trời nữa. Do đó chúng ta nên trừ bớt chứ không có cộng thêm. Trừ bớt chút cho nó mầm xíu. Đây bây giờ là trừ khoảng 5 à, nó bớt điền tí ra có nắng kia nó rồi nó vừa. Rồi tôi sẽ đặt tên ở đây, vô đây lại. Rồi final. Bây giờ chúng ta sẽ khoan tin điều gì cả, ta hãy so sánh thử hai cái hình này. Ta mở hai tấm này lên ra trên Photoshop chúng ta coi nha. Thì bây giờ nếu như set 4 và set 5 nó đều có hai cái trạng thái như vậy nè. Thì làm sao cho nó xuất ra hai hình này cho coi dễ, mình chọn vô chỗ này nè các bạn. Mình chọn là plot on in window cho nó tách ra hai file này. Mình đặt hai bên. Rồi bây giờ là cái hình này á, là cái hình mà đã xử lý rồi.
bình. Rồi bây giờ mình phóng lớn lên tí cho coi cho nó dễ nha. À đây nha. Vậy nha. Rồi coi tóc tai với mặt nè. Bây giờ mình muốn cái hình này nó giống như hình bên đây. Thì mình chọn qua hình này. Mình chọn đây là Smart On. Mình thấy nó khác nhau chưa? Cái da của nó có hạt. Đây hạt lên không nổi. Trông veo lên. Đây không có trông nổi. Mình coi cái tóc nè, giữ ship mình kéo nè, dùng cụ này nè. Thấy cái tóc nó lên không? Lấy chi tiết quần áo nè coi nè. Thấy nó khác xa chưa? Thì như vậy là chúng ta nhờ phần mềm bình ảnh đó mà chúng ta ra cái hình nó chất lượng hơn rất rất là nhiều luôn, đặc biệt đối với hình lớn. Nên tại sao mà thắc mắc mấy hình mà đăng trên báo mấy cô ca sĩ á, hạt nó ra đẹp quá vậy. Nó vậy đó. Mà phần mềm mà chúng ta vừa bình hồi nãy nó chỉ giá 1950 đô để làm hai công việc đó thôi. Thì bạn thấy đó. Nó giá trị nó rất là nhiều, nó khác nhau hẳn, nó trong veo tại sao mình làm nó không trong. Rồi thì sau khi làm xong rồi, chúng ta mới dùng cái hình này nè. Làm thêm động tác nữa mới đem đi in offset được. Cái này cái hình này có thể mang đi là in ảnh mà lắp được rồi. Nhưng để in offset thì chúng ta phải làm động tác này. Chúng ta sẽ chuyển nó thành mod là CMYK. CMYK. Rồi sau đó chúng ta phải chuyển cái hình này qua định dạng tiếp theo là tiếp. Và ta đặt ở đây đặc biệt là để nông không có nén gì cả. Nếu mà ta để in trên hệ IBMPC dọn đây, nếu ta đưa masking dot á, những máy in mình á mà cần xử lý masking dot, đánh dấu masking dot ta đưa qua anh đó. Còn không thì thôi để như vậy, vẫn ok xong. Thì như vậy bạn thấy á, là công việc chúng ta làm nãy giờ từ một cái hình bình thường không ra gì hết ra thành phẩm như vậy, ta sẽ so sánh lại ta thấy nha. Rồi bây giờ bạn thấy nè, rõ ràng một cái hình mà ban đầu như thế này, sau khi chúng ta qua phù phép với Photoshop chúng ta đã được như vậy. Đây chúng ta coi về chất lượng và màu sắc của nó, độ nét màu sắc. Mình thấy đã khác xa nhau chưa? Và nếu như chúng ta làm như vậy, được kết quả như thế, thì chúng ta mới làm đúng đắn, gọi là xử lý ảnh đúng. Còn nếu mà chúng ta làm một cái hình mà thành phẩm mà nó tệ hơn hình gốc ban đầu thì vậy là chúng ta đi sai về hướng nghề nghiệp chúng ta. Thì như vậy bạn thấy rõ ràng với các phần mềm và với các cái công nghệ xử lý ảnh nó giúp cho chúng ta làm hình tốt hơn và chất lượng hơn, thì như vậy mới ra nghề được.